Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Toyota Avanza là mẫu xe đa dụng MPV được ví như tiểu Innova bởi những phẩm chất rất Toyota mà người dùng Việt Nam vẫn luôn yêu thích ở hầu hết các dòng xe thương hiệu này. Toyota Việt Nam hiện cung cấp cho khách hàng mua Avanza 2020 với 6 tùy chọn màu sắc bao gồm vàng nhạt T23, đen X12, bạc 1E7, xám 1G3, trắng V09, xanh sẫm B79, xe thay thế cho xanh. Toyota Avanza 2020 vẫn là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia cạnh tranh cùng Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga. Theo công bố của nhà sản xuất, chiếc MPV cỡ nhỏ này có kích thước chiều dài, rộng, cao lần lượt là 4.190, 1.660, 1.695mm, chiều dài cơ sở đạt 2.655mm, khoảng sáng gầm xe là 200mm. Hơn nữa, bán kính vòng quay tối thiểu của xe chỉ là 4,7mm phù hợp với thiết kế nhỏ gọn của Avanza. Thay đổi mang tính bước ngoặt trên Toyota Avanza mới đến từ cụm đèn pha phía trước thanh mảnh hơn, để mang lại sự hiện đại cho gương mặt của chiếc MPV cỡ nhỏ. Không những bóp lại thiết kế, cụm đèn xe Avanza còn được bổ sung công nghệ LED cho khả năng chiếu sáng tốt hơn so với bóng halogen của bản MT. Tiếp đến là cải tiến ở phần lưới tản nhiệt trên xe đã được tinh chỉnh gọn gàng, bắt mắt hơn với phần nan ngang được sơn đen bóng. Cản trước của xe cũng hạ thấp và tạo hình góc cạnh hơn. Cùng hệ thống đèn sương mù sử dụng bóng halogen nằm gọn trong hốc gió của xe. Điểm nâng cấp mà người dùng đánh giá xe Toyota Avanza 2020 làm tốt nhất đến từ dàn chân. Khu vực này đã trở nên cá tính và thể thao hơn với thiết kế 5 chấu kép tạo hình chữ V, dù rằng kích thước vẫn 15 inch đi kèm với lốp có kích thước 185/65R15 không thay đổi. Thay vì vẻ cục mịch ở phần đuôi xe trên phiên bản tiền nhiệm, Toyota Avanza này đã có diện mạo ưa nhìn hơn nhiều với sự cải tiến mạnh mẽ đến từ nhà sản xuất. Có thể thấy, cụm đèn hậu là nơi mang lại nhiều cảm xúc nhất ở đuôi xe đã được nâng cấp với tạo hình chữ L cuốn hút hơn dạng dọc như cũ dù vẫn dùng bóng halogen. Dĩ nhiên cải tiến về mặt thị giác sẽ không thể thiếu thanh mạ chrome nằm vắt ngang nối liền cụm đèn giúp xe ấn tượng hơn. Giờ đây, ngay cả đến chiếc MPV như Avanza cũng có hốc gió để giúp xe hấp dẫn hơn, cùng cụm đèn phản quang được thiết kế mỏng hơn. Về chất liệu sử dụng, ghế ngồi của Toyota Avanza 2020 là loại bọc nỉ trơn với tông màu tối mang đến cảm giác sạch sẽ cho người sử dụng. Ở phân khúc MPV, bình dân nên mẫu xe do Toyota cung cấp vẫn chỉ có khả năng chỉnh cơ 4 hướng ghế trước. Đây là điểm chung cũng xuất hiện trên các đối thủ. Xét về mặt không gian, các vị trí ngồi trên Toyota Avanza đều khá thấp so với mặt bằng chung, điều đó đúng với tính chất là một chiếc xe đa dụng cỡ nhỏ. Mặc dù ghế ngồi có phần thấp nhưng người dùng sẽ không có cảm giác quá bí bách như ngồi những chiếc xe cỡ nhỏ đang bán ở Việt Nam. Trong khi đó, hàng ghế thứ hai xe có thể ngả lưng, điều chỉnh tùy thuộc vào tầm vóc của người ngồi cùng khả năng gập theo tỷ lệ 50. 50 là điểm mạnh. Toyota vẫn sử dụng chất liệu uretan. Trang bị trên vô lăng các nút điều chỉnh âm thanh, mốt và chuyển bài hát hay kênh radio. Với phiên bản cao cấp, khách hàng sẽ nhận được hệ thống giải trí là màn hình DVD 7 inch, kết nối AUX, USB, Bluetooth, còn bản MT là đầu CD. Hệ thống loa trên Avanza là 6 chiếc của bản cao cấp và 4 loa ở bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, mẫu xe đa dụng thuộc sở hữu của Toyota còn có điều hòa tự động 2 dàn lạnh với phần thiết kế mới, kính lái 1 chạm chống kẹt ở vị trí người lái, khóa điện, theo nhà phân phối Nhật Bản. Toyota Avanza 2020 bản cao cấp nhất vẫn có những trang bị an toàn cơ bản như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, 2 túi khí người lái và hành khách phía trước, dây đai an toàn 3 điểm cho 6 vị trí trên xe và 2 điểm cho vị trí giữa của hàng ghế thứ hai. Ẩn dưới nắp capo, Toyota Avanza 2020 bản cao cấp sử dụng động cơ Dovi VTiE 4.1.5 lít, cho công suất tối đa 103 mã lực tại tốc độ tua máy 6.000 vòng trên phút, mô men xoắn 136 nanomet tại tốc độ tua máy 4.500 vòng trên phút. Động cơ này ghép nối với hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Trong phân khúc, Toyota Avanza là chiếc xe hiếm hoi sử dụng hệ dẫn động cầu sau, còn các đối thủ hầu hết dùng hệ dẫn động cầu trước. Toyota Avanza 2020 là mẫu xe sử dụng hệ dẫn động cầu sau, do nên về mặt lý thuyết sẽ có sức kéo tốt hơn các đối thủ. Nguyên nhân đến từ việc bánh trước chỉ đảm nhận nhiệm vụ đánh lái, còn truyền động lại phụ thuộc cả vào bánh sau nên khi đi đường địa hình sẽ có sức kéo tốt hơn. Điều mà Toyota hướng tới và mang lại cho người dùng là khả năng thực dụng có thể chở 7 người, mức giá rẻ so với mặt bằng chung xe của hãng.
Trên màn hình mà quý vị và các bạn đang xem là chiếc xe Toyota Avanza 1.5AT, sản xuất năm 2020 mới chạy hơn vạn km, sản xuất tại Indonesia, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, còn bảo hành tại hãng. Chiếc xe đã được chủ xe lắp thêm một số đồ như dán phim cách nhiệt, ghế da vân vân. Chúng tôi cam kết chiếc xe không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản và còn rất mới, được bảo hành và bảo dưỡng theo định kỳ. Quý vị và các bạn có thể kiểm tra xe tại bất kỳ đại lý hay gara nào mà quý vị và các bạn muốn. Chiếc xe này chúng tôi vẫn bán trả góp. Quý vị và các bạn chỉ cần phải trả trước 30% giá trị xe, số còn lại là 70% quý vị và các bạn trả đều trong 5 năm với lãi suất ưu đãi, thủ tục rất nhanh chóng và đơn giản. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn.